Vâng. Sao cưng? Em bắt con cá bự đó nè. Đâu? Bên tao. Ôi. Lâu lâu tắm bùn rửa cho nó sạch nha các bạn. Tắm bùn trắng nó nghe các bạn. What? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay team của tụi mình sẽ quyết định tổ chức một cái cuộc thi nha các bạn. Đó là mấy anh em mình sẽ thử thách đi tìm và bắt cá nha các bạn. Để xem đội nào bắt được nhiều cá rồi đem về cân ký nha các bạn. Nếu đội nào nặng hơn thì đội đó sẽ chiến thắng nha các bạn. Nặng là nặng sao? Cá nặng hơn. Đúng rồi, cá đội nào nặng hơn á. Mà bằng cách nào? Em tưởng đâu cá. Rồi sao? Yên cho giải thích sao? Thì bắt cá ai nhiều cá hơn đó thắng vậy thôi. Đâu được, nhiều cá hơn bây giờ anh nó bắt cỡ chừng 100 cá rô non vậy là cũng thắng một thằng con cá lóc cả 100 kg hả? Nhưng mà phải có khối lượng nữa anh Phú. Khối lượng thì mình cách nào để mình đo lường nó? Cân. Đúng rồi, cân. Trời đất ơi, thanh niên này. Em tưởng anh thông minh lắm, ai ngờ. Ôi. Sao cơn? Ở đây em biết một chỗ bắt cá nhiều lắm Phú ơi. Chỗ nào? Cái hầm chà bá đó sao mà chui xuống đó bắt được anh hai? Mày làm như mày là chà già á. Chà già muốn tắt hở luôn mà mày lặn ghê lắm hả? Không sao đâu, thằng này nó lặn xuống 24 tiếng nó auto nó nổi lên liền à. Còn này nữa anh Phú ơi. Sao? Đặng chỉ cần nhảy xuống thôi là cá gì nó cũng lên bờ hết trơn á anh Phú ơi. Thôi rồi, ngay bây giờ không để các bạn phải chơi lâu nữa, mấy anh em mình sẽ chia đội và bắt đầu tổ chức cái cuộc thi đi tìm và bắt những cái con cá lên, sau đó cân ký xem ai sẽ là người bắt được nhiều và năng ký nhất, người đó sẽ là người thắng cuộc nha các bạn. Và giải thưởng của chúng ta sẽ quy thành money. Đúng như vậy đó các bạn. Nhưng mà số tiền lượng tiền bao nhiêu thì mình không công bố nha các bạn, tại vì mấy anh em mình cũng không có cá dạ gì, nhưng mà đủ để cho mấy anh em vui. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta đi thôi. Here we go. Anh Thành ơi, anh quên mắng heo của anh Thành ơi. Hả? Em quên nữa ta. Mấy anh em tới chỗ rồi các bạn ơi, thấy có một cái vị trí cá cũng khá là nhiều các bạn ở trên bên kia bờ đường mương đó các bạn. Chào dĩ xét nó luôn chú ơi. Ui. Nội lực thâm hậu dữ ta. Đẳng thâm hậu chứ trời. Nào đứng trên đó nè, đứng bẹt kỹ nha. Wow. Bây giờ tự bắt cặp nha các bạn. Bây giờ ai sáu muối thì xeo sáu muối nha luôn. Trời ơi, còn kiếm nhật cơ mà, đưa lấy ra cái kiếm nhật đi. Ê, tính ra nhỏ có muối kìa. Rồi mới nhả. Ôi. Ôi, có vấn đề đi khám đi này. Còn đâu thanh niên này ra đây? Chưa không. Trời đất ơi. Thanh niên này vô lên. Thanh niên kia đâu? Quá trời kiếm nhật luôn. Trời ơi, ghê. Còn thanh niên này đâu? Không có. Thanh niên này dở thì các ơi. Không có. Đâu, đây dở thì các ơi. Anh đi khỏi cái gì cả. À, cái bao tượng này bị lụng, nó không dám dở đâu các bạn. Còn em nè anh Phú ơi. Đâu? Ôm như con tép. Này hả, như cây treo miễu. Nhà ngáo với lại bingo là một cặp. Thật ghẻ với quà thương là một cặp nha các bạn. Thành lát và đẳng cấp là một cặp nha các bạn. Đừng chút mắt nè, sao? Đâu? Wow. Sống không? Sống. Ôi trời, mới chưa gì bắt con ếch. Tính luôn nha các bạn. Vô. Đây. Đây. Có cá không nhỉ? Có. Ôi. Từ từ nhở, nó chuối nhở. Có cá lóc quá nha. Xuống trường. Tao mày dũng này đó. Có không nhỉ? Nó chuối xanh rồi. Mà từ từ nha. Đó, một em thôi coi. Đó một em. Sáng bắt đi, bắt nhiều cân ký nha. Đây đoạn này coi các bạn. Có không Đặng? Đang tìm. Tìm gì trong đó hả? Đâu? Cái gì hả? Chắc. À, bỏ thùng đi. Mở ra giùm em ơi. Ủa, anh làm giúp hồi giải thưởng anh có lấy giùm không? Wow, tôi đã bắt được một con tiệp à. Ôi, quà thương bắt hay trời mới đây. Được rồi, mấy con này. Wow, tôi đã bắt được một con cà rô à. Ôi, trời ơi. Quà thương bắt liên tục các bạn. Wow, tôi bắt được một con cái sạc à. Chết rồi, kiểu này quà thương giá thắng rồi mấy đứa ơi. Cái sạc tí này vậy anh hai. Ôi, con quà thương móc trong hang đây kìa. Ui, cá nhiều thiệt. Trong hang hả? Ừ. Ôi, quà thương phát hiện được cái hang cá khá là nhiều nha các bạn. Qua bắt được con cá rô kiến. Cá nó tính không anh Phú? Tính luôn. Cân ký mà. Đúng rồi.
Sao cưng? Đâu? Ủa cá lóc chết rồi này, dùng đi không tính này, cá chết không tính, cá sống thôi. Có không nhà có cá lóc không? Hết lăn bụng chết rồi. Đâu? 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 Ai bắt hả? Thật, 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 thật. Ôi, có lý. Trời ơi, thẳng rồi, đâu này, thẳng rồi. Mình có cơ hội thẳng rồi, đi. Có cá chê luôn nha mấy đứa. Tí hồi rượu mới thấy cá được các bạn. Em còn hết cuộc trình này luôn. Nhà kia có con cá lóc mà nó chưa bắt được kìa. Còn cá lóc tí mà. Ôi, thấy nó phải thẳng. Cá rồi, phú ơi. Đâu? Bự không? Xảy ra hả? Cá rồi. Chạy rồi. Đây quá trời cá rồi không anh. Thôi thôi thôi. Nguyên nắm rồi, nguyên nắm rồi, nguyên nắm. Ui giời, con cá chê. Cá chê tiếp. Yeah, rồi rồi rớt rồi. Bỏ vô, bỏ vô để nó chườn ra hết kìa. Rồi bỏ vô được. Bắt bỏ vô được. Cưng mà không bỏ cá vô hồi nó chườn ra hết là cân ký thua người ta lại người ta nhặt cái nha. Mấy kia nó lại nó lấy cá mấy đứa nó chịu quá. Anh yên tâm đi, một hồi em cũng mò được con cá giò à. Anh yên tâm đi, một hồi em cũng mò được con cá giò à. Cái gì? Ở đây có cá giò luôn à? Một khi vô tay em nè, cái gì cũng có hết. Mày cá giò nó nói gì? Chứ hồi tao bắt cá sấu cho mày coi nè. Mày cá giò nó nói gì? Chứ hồi tao bắt cá sấu cho mày coi nè. Có cá sấu là tao ghẻ. Chỗ này không hợp không hiểu của em à, đi chỗ khác. Chạy ơi, chạy đi. Mấy đứa kia nó bắt sạch rồi, cưng ở đó cưng chạy. Có không? Hai thanh niên này sao đây bắt được nhiều chưa? Có không nhả? Mới xịn cái gô bực lắm rồi đó. Em nữa thì nhả ơi. Tôi thọt tay sâu sâu xuống dưới sình á. Wow, mỏ đại dính luôn rồi. Bỏ vô bọc đi. Miệng là con cá sống là hồi mang lên canh ký hết. Ê, nha các bạn. Nhả, nhả con. Đó. Cá sình quá trời, cá sặc luôn các bạn ơi. Đi qua bánh di cư, di cư. Đây chưa mò xong mà cá nhóc trong này luôn mà. Đâu? Đâu bà thượng? Trời ơi, cá rô kìa. À, một con cá rô nữa. Đưa coi, đưa mọi người coi bà thượng. Nhớ cái đầu đi cho mọi người coi cái. Đâu? Đâu, 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 đâu. Trời ơi, cá rô bự kìa các bạn ơi. Wow. Mày không rớt, tao không chơi. Tụi mày không tình yêu. Cái gì vậy? Cái gì đó hả? Dính gì vậy? Dính trơn trơn á. Đúng rồi. Sao dục cá đó bên kia nó lùm cái cá lên nè kìa. Không tính nha. Tính nha. Đó. Hai con đó anh nói rồi, bỏ cho bọc không chịu. Cá nằm ngoài là cá của người ta chứ chưa. Ôi trời, con cá rô nè. Trời ơi trời, con cá rô bự dữ rồi trời. Coi kìa các bạn ơi, con cá chào bá luôn. Đây tay là được mặn luôn đó. Con cá ngô nè. Đâu? Để thù lùa có thấy gì đâu, vút cái cây. Ờ, cá rô, cá rô. Rồi, bỏ bọc đi. Wow, bỏ bọc lên. Trời ơi, bắt lẹ đi, bên kia nó bắt quá trời rồi kìa. Đứa nào chơi cái chiêu gì trời ơi, dánh lòng thầm bắt trưởng. Cái chiêu đó của em mới xuất chiêu dần lặng á. Bây giờ mới trả đũa cho mày một cái rồi đó, mày không thấy hả? Ê các bạn coi nè, giá lông tao bớt chuyện trên lưng đẳng. Mố quá nè, nó chơi gì nè. Phú ơi. Sao cưng? Chúng hết tính gấp đôi nha, hết khó bắt lắm à. Nói vậy thôi chứ con né tí hổng tính đâu. Chứ coi vậy. Tại vì đâu liên quan tới cá đúng không? Tại mình quy định quan đầu là cá đúng không thật kìa. Đúng rồi, từ quy đầu anh Phú quy định bắt cá mà. Bắt ớt tưởng tính đâu. Cá chuối dưới sình nhiều lắm nha các bạn. Mấy em chưa bắt kỹ đó các bạn, nếu mà mình lội xuống này chắc mình bắt cũng khá là nhiều đó, tại vì cá nó ghê, con cá lóc kìa. Để thôi anh không vướng cái camera, nhảy xuống bắt rồi mà đâu được, anh bắt mấy đứa đâu có trao giải thưởng cho anh đâu. Đi thôi. Ôi, sao? Hai con, hai con, hai con. Đó, sao lưng rồi kìa. Đó, bỏ bọc liền. Bọc ra, bọc một cưng đó, bỏ vô. Ê, ghẹ. Sao lưng kìa, ghẹ, sao lưng kìa. Đó, đó, đó. Đó, biến đúng rồi. Con cá gì vậy? Cá chê. Hai con cá luôn. Cũng thật á, thật bắt bỏ đó nó cưng. Bồ cưng mà cưng lắm vậy. Ủa cá nhóc trong bọc luôn kìa các bạn. Cá rô, cá chê rồi nhóc trong này luôn. Thành, mày chơi dốc thối cho nên tao cho mày ngon cá thối nè Thành. Tại. Thành này lầy quá.
Trời ơi, coi kìa. Con thật kìa Phú, bắt đầu mà thấy đít rồi Phú. Bắt cá phải đưa đầu vào hang nhìn coi có cá không mới bắt được chứ. Coi coi áo chàng của tao nè. Quá trời này mấy thanh niên này. Con chó này đâu đây đây. Trời ơi, con thấy mỏng này kìa Phú. Hai thanh niên này bắt có không? Có mà chắc Phú cũng nói rồi. Thật ghẻ làm gì rình cái hang nó hoài ta. Anh Phú chút ghẻ xong tặng lại luôn anh Phú ơi. Đúng rồi. Thủ đoạn mới chơi được nghe anh Phú. Sao? Đừng coi mặt coi chơi gì ghê nè. Trời ơi coi mặt nè. Mới chụp hình đó. Quay mặt đồng hành coi coi cho mọi người coi cái mặt cái coi đẹp trai dữ nha. Em nói dễ em nói đâu. Đâu? Đâu? Ôi, ghê thật ghê bắt được robot ghê bỏ lên thật. Wow. Bắt giỏi quá ta. Mày. Lô. Sao cưng? Em bắt con cá bự đó nè. Đâu? Điện tao. Ôi. Cá gì vậy? Lâu lâu tắm bùn rửa cho nó sạch nha mấy bạn. Tắm bùn trắng luôn nha các bạn. What? Tao có thấy trắng đâu chứ tao đen thấy tao đen như mọi vậy đó. Đâu rồi, cá đâu nè. Đẳng ơi, tao mày dùng chiêu đẳng ơi. Chiêu gì mày? Tao mày lấy sình nhét vô bụng mấy con cá chặn cho nó có nặng ký hơn là thắng à. Đằng kia tát nước các bạn, nước nhiều quá cho nên bắt không được cho nên tát để bắt cá các bạn. Đúng rồi đẳng, tát đi đẳng. Tát đi. Tát giùm cho. Mày đi bắt giùm. Đó. Tát từ đồng cá nó bay lên luôn kìa. Em đố thành cao bằng em đó. Mày đố gì mày đố, tao lúng như trình lại sao cao hơn mày được. Số em toàn là cá lô kiến không vậy? Nãy giờ hai con tính rồi luôn, đó. Tính luôn, ừ cá lô kiến nặng ký lắm nha. Ôi. Dạ. Cá đâu bự. Đâu? Đố con cá đâu bự dưới hang. Coi chừng nó thấy đó, bỏ bắt đi. Dưới hang, tụi con cá đâu chà má luôn các bạn ơi. Xin thông báo với vậy, tôi là người da đen. Nghe mùi của cá bắt đầu chạy lại ha. Nãy giờ nó không phát hiện cá chà bá nữa anh Phúc. Đâu? Cái gì hả? Cái gì hả? Cái này mà bỗng... cái bàn tay của thành lát các bạn. Được chưa? Mấy đứa bắt xong hết chưa? Rồi. Rồi. Nãy giờ cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Bây giờ mấy em mình sẽ lên tổng kết cá của từng đội nha các bạn. Rồi được rồi, bây giờ mấy đứa đi lên đi. Bắt đầu bây giờ mình tổng kết cá nè. Sao? Em về mới tóc một tấn sầu ông mới kỳ ra hết mẹ không? Tao mới xong hình cho mày. Cái mẹ không nói cảm ơn thì thôi. What? Mày còn chửi tao nữa mày. Cá không luôn nè. Bán đi rửa, bán đi rửa. Sao cưng? Em chép ơi. Nhép con đâu? Con đỏ đó. Trời đất ơi. Hết màu hồng bây giờ chuyển sang màu đỏ này. Chớp. Rồi đi lên. Chú ơi. Dì cưng. Ở đây có dấu tích của cái trứng nào nè Phú. Trời ơi, người ta ăn trứng người ta dục vỏ gì thế này ơi. Nghĩ sao dục chỗ đây. Ui dạ. Mẹ nhảy xuống cái lên thịnh luôn. Sảnh tao luôn. Anh Phú thì đem bên đất để Phú. Thì đem bên đất nè Phú. Anh Phú thì đem bên đất. Nhảy. Trời đất ơi. Dạ, dạ, ta cho nó đi cưng. Có nhà em á. Ừ. Moments later. Sau khi rửa sạch đất bùn thì bây giờ nó xuất hiện ra những con cá như vậy đấy các bạn. Rất là nhiều nha các bạn. Wow. Đây là cá của đội Nhã Ngáo với lại Bingo. Cá của Hòa Thượng với lại Thật Ghẻ. Phải nói là cực kỳ nhiều luôn các bạn. Nguyên một cái thau lớn chà bá luôn. Mình nhìn thôi, mình không cần cân, mình cũng biết là đội nào thắng cuộc rồi nha các bạn. Đây các bạn, cá rất là nhiều. Còn đôi của ai cá khen nhiều quá. Còn đôi của đẳng cấp với lại thành lát thì đây nó giận chết mấy con cá rồi. Có mấy con nữa các bạn nè. Thôi mình chấm điểm luôn nha các bạn. Đây cho các bạn coi nè, đây là đôi của Thật Ghẻ với lại Hòa Thượng. Nhiều nhất trong ba đội luôn nha các bạn. Nhìn thôi các bạn cũng biết, không cần cân đâu nha các bạn. Còn đôi đây là của Nhà Ngáo với lại của Bingo. Nhà Ngáo với Bingo đứng thứ hai thôi nha các bạn. Còn về chót ngày hôm nay là đôi của đẳng cấp và thật lát. Tụi bay to xác hơn tụi tao mà tụi bay bất dở quá.
Ủa nãy thấy nó nhiều lắm mà tụi bay, gỡ ra còn có nhiêu đây vậy? Hả? Bắt nhiều thì nhiêu đó thì chứ thì... Toàn là xịn nhiều sao có? Toàn là xịn trong trọng. Coi cái rổ cá này của Hòa Thương nè. Cái này chắc cả 3 kg cá. Quá vậy cá. Còn cá của bên này thì chắc được tầm 1 kg nha các bạn. Đây, nửa ký thôi. Đây, đây chưa được 500 gram nữa. Giờ mấy em chia cá, mỗi đứa mang về mớ, mang về kho anh nha các bạn. Cá nhiều lắm các bạn ơi. Nguyên rổ cá luôn. Cá sặc với lại cá rô rất là nhiều nha các bạn. Đó, đây còn nữa, với một rổ cá này nữa. Giải nhất được 30.000. Nè, 30, lấy đủ 30 rồi, hai đứa chia đôi nha. Giải nhì 20.000. Cảm ơn bố. Ừ. Còn giải ba, giải ba cảm ơn. 10.000. Đó là những cái giải thưởng khuyến khích mấy em vui thôi. Giải 9 là chính. Bắt cá mang về cho ba mẹ ăn mới là 10 nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho tụi mình một like. Nhớ chia sẻ thật mạnh nha các bạn. Xem video thấy hay thì hãy like nhiều nhiều cho tụi mình nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.